Các bạn chào mừng các bạn đã quay lại cuộc đời các bạn. Hôm nay các bạn sẽ cùng mình đi đến chợ Bắc Hà để tham quan những đàn giáng sinh nhé. Đáng yêu chứ các bạn ơi. Đấy. Đáng yêu cu kia quá. Mình muốn mua nhưng mà nhà mình cũng còn chờ nên không được mua. Đáng yêu chưa? Mua con cho Vin á. Con trắng à? Nuôi nhà mình nuôi ra được. Trời ơi, trời ơi. Ui, đáng yêu quá cơ. Ui, yêu quá. Mua thầm, mua đi. Mẹ ơi, mua cho con. Mình thích nha con chó này luôn mà, cứ tê nào, lúc nào cũng vượt tê. Mình nếu mà mình chọn thì mình chọn sẽ con chó trắng kia. Nó rất là đẹp. Cái này bao tiền con anh? Như con đấy là bao tiền? Con này 3,5 triệu. 3,5 triệu? Wow. Thế chú ơi, con này bao nhiêu ạ? À? Ui trời ơi, đắt thế. Wow, trò đắt thế. Nhà mình không được mua. Nếu mà là mình ấy, mình sẽ đòi nó mua hết. Ừ, mua hết cho con này về. Nhưng mà cái này thì mình không được mua. Tại vì mẹ mình không cho. Mặt con có đen. Ui, cứ tư chia đáng yêu, yêu quá. Mam mam mam, đây là nước chia. Ơi là xinh luôn. Các bạn ơi, ở đây này toàn là nhiều chó xinh, rất là đều nhiều chó là chó nha. Chó là chó vàng, nhưng mà chủ yếu chó là chó nâu nhá. Đây, đáng yêu chưa các bạn ơi? Đây người, ở đây người ta cũng bán rất là nhiều loại chó đáng yêu luôn à. Đấy, đẹp chưa? Cút đe. Đáng yêu. Xinh xắn. Lần đầu tiên mình ở... Các bạn ơi, ở đây này họ đi chợ họ bán và rất là nhiều loại con chó đáng yêu luôn này, vừa là chó vàng, chó nâu, chó đáng yêu thân thiện lắm, nhưng mà nói chung là nó rất là đắt luôn nha. Thôi quay lại với đàn chó này rất là đáng yêu. Ui, mất tiếng đi đáng yêu mâm mâm. Chó này chắc mình mua tiền đi, nhưng mà sợ đất lắm. Mua 2 triệu ơi. Rất là nhiều. Tôi đáng yêu 6-7 triệu. Chết mẹ bố. Các bạn ơi, ôi giời. Wow, đôi mắt của chú thật là long lanh mắt cá thôi. Wow, đây là chó đáng yêu chú mà ta chó to thôi. Ôi, chó kia chó bị nhốt vào lồng, người ta cũng mang đi chợ để bán đây này. Wow, sướng thật. Mình ước gì mình được có
hỗ trợ đi chợ này để mình mua. Nhưng mà thật sự là mình không đúng mua. Tại vì nhà cũng có chỗ. Không đúng mua. Dắt đi chợ bán rồi. Đấy, nhiều chưa? Không dắt đi chợ để bán. Đấy. Và các bạn đi chợ. Đây, à chó. Chờ đáng yêu nha. Bà ơi. Đáng yêu thế. Ở đây toàn là chó đáng yêu thôi mọi người. Các bạn ạ. Ui, chó kia người ta cũng rất đi bán luôn kìa. Đi vào. 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 Nhiều luôn nha, và nếu các bạn video của mình hay, các bạn xin một like, một chia sẻ cho nhiều người đăng ký kênh.